ở đây nữa. Ở đây có rất nhiều cá vẹt nữa, người ta vơ vét đại dương, vơ vét biển ở côn đảo, bắt những loài cá bảo vệ san hô để ăn thịt. Tôi hy vọng cộng đồng mạng chia sẻ video của Tuy Un để mọi người biết đừng ăn thịt những loài cá này. Xin đừng ăn thịt những con cá này. Hay quá. Ở đây người ta ăn toàn là cá vẹt bảo vệ san hô không. Đây những con cá này nữa. Những con cá này bơi ở những rạn san hô rất đẹp mà bị bắt lên đây để ăn thịt. Trời ơi trời. Thì mình xuống biển mình sẽ không còn thấy những con cá này nữa. Tôi không có tiền để cứu tụi con. Tôi có sức khỏe và trí tuệ. Nhưng trí tuệ của Tuy Un cũng không cứu được tụi con. Sức khỏe của Tuy Un cũng chỉ cứu được bản thân của Tuy Un. Kênh YouTube của Tuy Un thì làm những điều tích cực nhưng lại bị những người xấu họ vì ganh ghét, họ nói xấu sai sự thật về Tuy Un, để việc kêu gọi bảo vệ đại dương, giải cứu động vật của Tuy Un phải thất bại, để tiếp tục cho những cái xấu tàn hại thiên nhiên và động vật diễn ra, để cho con người phải chịu ngày phán xét của nhân loại. Đây là lương biển. Những cái con cá này nó cũng cực kỳ quý hiếm ở dưới đại dương mà nó cũng trở thành món ăn của con người ở đây. Những con lương biển này nó khôn như là những con chó vậy đó. Nó rất thông minh. Tôi cũng không cứu được tụi con rồi, lương biển ơi. Trừ khi mọi người nhấn like và ủng hộ cho Tuy Un thì việc làm của Tuy Un mới có ý nghĩa. Còn mọi người cứ nhấn like ủng hộ cho những điều mà mọi người buồn quá. Nhìn mấy cảnh này đau đau lòng lắm luôn á. Đau lòng không thể nói nên lời. Không thể suy nghĩ gì hơn ngoài câu niệm Phật. Được. Quay về được không? Đây là cá quý hiếm mà bị bắt tới đây để ăn thịt.